Hello, xin chào các anh ra nhé. Hôm qua em có đăng cái video mà hướng dẫn nhấp nhả ngồi tự động ấy, thì rất là nhiều các anh có yêu cầu em làm trên cái con HandJoy K5. Thì em cũng nói luôn là cái con HandJoy K5 ấy, cái chức năng auto tap của nó ấy là nó bị ăn vào cái nút bắn ấy, nên là chúng ta sử dụng cái nhấp nhả tự động này nó không được ok cho lắm ở trên cái con HandJoy K5. Các anh có thể nhìn thấy nhé, ở đây này em đã cài này, các anh có thể nhìn thấy em đề ship này. Đó, nó nhấp nhả tự động đúng không? Nhưng mà nó sẽ bị ăn vào nút bắn, kiểu bên HandJoy nó làm nó chưa tính ấy, nên là nó không tách biệt cái auto tap ra, nó bị ăn vào cái nút bắn anh ra cái đây. Đó, thì bắn nó sẽ tự động cái auto tap ở anh có thể nhìn thấy cái hình tròn trên đây nhé. Đó, anh ra được chưa? Đó, nó sẽ tự động tap cả hai cái luôn, nên là thành ra là chúng ta kiểu nhấp nhả đạn nó ra, nó kiểu bị tắc, nó kiểu nó auto tap mà nó không được đều như thế là chúng ta bắn auto. Thì hôm nay thằng em Hoàng sẽ hướng dẫn một cái kiểu khác. Đó, các anh có thể nhìn thấy đây, thằng em sẽ map vào cái nút VVB này nhé. Đó, thì các anh vừa bắn vừa VB này thì nó cũng là nhấp nhả tự động và nó gần như là không gây ra tiếng động luôn. Mà các anh VB nó cũng gọi là rất là đơn giản đúng không? Cái này chúng ta bắn VB rất là đơn giản rồi. Nói chung là cái này cũng nó rất là dễ. Thì em sẽ hướng dẫn các anh map nhé. Đầu tiên thì em sẽ mở cái giao diện map phím này. Đầu tiên này thì em sẽ xóa cái ô ship đi nhé. Đó, ô ship này em sẽ xóa đi này. Đó, và cả cái ô này em cũng xóa đi này, xóa nốt đi này. Rồi ok, ô C em kéo vào đúng vị trí nhé. Em sẽ mở cái giao diện map phím ra để các anh nhìn cho nó gọi là dễ nhé. Cái control này, ok này. Đó, đây là cái giao diện map phím của thằng em nhé. Rồi, thì để map cái này rất đơn giản thôi. Các anh chỉ cần muốn cái kiểu nhấp nhả ấy, là nút VB lên hay VB xuống thì các anh chỉ cần V cho em nhé. Ví dụ ở đây muốn VB lên là cái nhấp nhả đúng không? Thì em VB lên một phát đúng không? Nó sẽ ra mouse up này. Đó, mouse up này là cái nút chuột giữa ấy. Em sẽ kéo vào OC thôi. Đó, rất đơn giản đúng không? Còn mouse down thì ở đây em đã map vào đây rồi này. Mouse down thì em map vào đây này. Thì các anh thích map thì anh map, còn không thì thôi nhé. Đó, mouse down đây anh nhìn đấy. Đó, map down em map vào cái nút này để gọi là bật tắt cái ô gọi là cái phóng tầm gần đi anh ra. Rồi, nó chỉ đơn giản thế thôi. Còn các anh kiểu có thể là vừa bắn vừa V cái nút này này, V nút này lên được này. Và các anh có kiểu không quên V bằng cái ngón này này thì anh có thể V bằng ngón này nhé. Ngón này thì các anh lại không bấm được nút bắn đúng không? Đó, các anh lại không kiểu bấm được nút bắn ấy thì nó rất là khó luôn. Thì ở đây em sẽ map thêm một ô ship là cái ô bắn riêng biệt khi chúng ta sử dụng cái này nhé. Đó, ok. Thế thôi, đơn giản đúng không? Thì tùy nhé, các anh thích sử dụng thế nào được. Nói chung là cái này tùy vào cái ấy của các anh thôi. Đây, ví dụ em V này, các anh thấy chưa? Đó, xin nhấp nhả liên tục nhé. Đó, các anh thấy chưa? Đơn giản đúng không? Nhưng mà các anh chơi cái này là ngón tay này là hơi bị kinh đấy. Đấy, vợ thích, vợ với người yêu cứ phải gọi là rực rỡ luôn, luyện tay luôn anh trai ạ. Được của nó anh ra. À, đây bây giờ em bắn đúng không? À đây em kiểu nhầm ô ship này, ô ship em kiểu nhầm sang cái ô mở ống ngắm anh trai ạ. Đó, em sẽ kéo lại nhé. Đây, ô ship em kéo nhầm sang mở ống ngắm, em sẽ kéo vào ô bắn nhé. Đó, ok đây, níu lại này. Ok nhá. Rồi, đây, ship bắn này, để ship cái là bắn này. Đó, các anh thấy chưa? Ok nhé, bây giờ em sẽ nhấp nhả cái xem này. Ok chưa? Các anh muốn nhấp nhanh thì các anh VB nhanh, còn muốn nhấp chậm thì anh VB chậm thôi. Đó, cái này tùy thuộc vào cái gọi là cái VB của anh nhé. Các anh làm sao VB sao cho nó gọi là cảm thấy nó hợp với cái tay của anh là được nhé. Đó, các anh có thể nhìn thấy nhá. Ok nhé. Nếu mà các anh thích làm giống thằng em thì làm nha, VB lên rồi VB xuống nhé. Đề ship này, dí cho cái DVK này, cận chiến này. Đó, múa như TikTok luôn anh dài ạ. Anh dài chưa? Múa như kiểu TikTok luôn. Đấy. Đấy, cho cái này để múa thôi, còn thực ra chúng ta chỉ cần VB lên thôi, hoặc VB lên để ngồi thôi. Còn đâu thực ra mấy cái này thì chúng ta gọi là không biết đạn nó có chuẩn hơn đâu. Em nghĩ hình như đạn nó chuẩn hơn đấy. Đạn nó vào tâm nó chuẩn hơn anh dài ạ. Kiểu chúng ta ấy thế này, đưa về góc nhìn này thì đạn em thấy nó chuẩn hơn là chúng ta bắn bình thường thế này. Bây giờ đạn nó tuệ tung ra hơn. Còn ta để cái kiểu này này, đó thì đạn nó sẽ kiểu chuẩn hơn đấy. Ở đây thì em lại cài là để nhấp. Ok nhá. Rồi, các anh có gì làm iOS làm giống hệt như thế cho em nhé. iOS chỉ cần map cái ô gọi là VB lên vào cái ô con ô ngồi thôi là ok, không cần phải làm gì cả, chỉ cần map cho em cái VB lên thôi nhé, không cần phải làm gì cả nhé. Xong rồi chúng ta bắn chúng ta VB thôi. Và một cái lưu ý nhỏ là khi các anh sử dụng cái chức năng này, cái nút chuột giữa này, nút chuột giữa này thì nó rất là dễ, kiểu cái anh VB này rất là dễ kiểu ấn nhầm thì nó sẽ hiện lên con chuột, hiện lên con trỏ chuột vàng vàng này. Ở trên iOS hay trên Android đều có nữa. Đó, nó rất là dễ bị hiện lên cái này. Thì các anh nên map cho em làm một cái phím khác thay vì cái nút ấn chuột giữa này nhé. Đó, thì map cái này thì nó rất là đơn giản thôi. Các anh chỉ cần mở logo map phím này. Ở trên iOS thì các anh kích vào hình con chuột này, trên iOS thì các anh kích vào hình con chuột này, các anh điều chỉnh cái phím khác nhé. Còn ở trên Android thì các anh ấn vào dấu ba gạch này, đó nó có cái ô này 1, 2, 3, 4 từ trên xuống đây, cái ô F5 của em này, cái ô từ 4 từ trên xuống ấy, đó các anh kích vào đây và các anh chọn cho em một phím thôi, ví dụ ở đây em để phím F5 nhé, đó ok thế thôi, đơn giản đúng không? Xong các anh lưu lại thôi. Ok, bây giờ các anh ấn chuột giữa này, nó sẽ không bao giờ hiện ra con trỏ chuột nữa nhé. Các anh ấn F5 này, nó sẽ hiện ra F5 tắt này, đó thấy chưa? Đơn giản đúng không? Quá đơn giản luôn. Thì các anh cái này, các anh map chức năng này các anh cần phải tập chú em nhé. Đó, các anh này chưa? Tập thôi. Nói chung là cái này nhấp nhả thì tùy thuộc vào cái gọi là mức độ mình về chuột thôi. Mình về nhanh thì nó nhấp càng nhanh, còn mình về chậm thì nó nhấp càng chậm. Đấy, thì cái này là gọi là một cái để các anh dai có thể tập ngón tay luôn. Vừa nói chung là vừa lợi thế ở trong game mà lại vừa lợi thế ở ngoài đời thực luôn anh dai ạ. Anh dai hiểu ý em chứ? Đó, ok nhá. Rồi cảm ơn anh dai rất xin chào anh. Bye bye nhá.